Hello mọi người, hiện giờ thì Chloe đang ở An Lâm Retreat Sài Gòn River. Công nhận đó, đây là đầu tiên mà Chloe đi một cái resort mà nó gần Sài Gòn đến như vậy. Từ cái khoảnh khắc mà mình bước chân lên tàu á, là mình đã cảm giác là mình đang đi vacation, mình đang tách ra khỏi thành phố. Bây giờ Chloe đang ngồi chờ check in và mình đang uống một ly gọi là An Lâm Delight. Cái vlog này chính là về một cái weekend staycation ở Chloe và anh Jim. Và một cái hơi trùng hợp nữa, đó chính là đây hơi giống một cái birthday vacation nhỏ nhỏ. Nên Jim và Chloe thấy là đây là một cái địa điểm rất là tiện để chúng mình có thể đi, có thể là một ngày one day vacation, staycation rất là gần với Sài Gòn. Một khay trái cây rất là generous. Và cái đặc biệt nhất nó hồi chưa thấy ở đâu là hai trái dừa mang tên hai người. Có nhiều loại villa thì cái villa của tụi mình là villa có hai phòng ngủ luôn. Chloe nghĩ là không gian sẽ to hơn và hồ bơi cũng chắc là cũng sẽ to hơn một chút. Cái mà Chloe thích đó là villa tụi mình ngay hướng sunset, ngay hướng mình xem được mặt trời lặn. Bây giờ thì Chloe sẽ dẫn mọi người đi room tour một vòng và sau đó tụi mình sẽ ăn trưa. Hôm nay anh Lâm sắp xếp cho tụi mình ăn trưa ngay trong tại villa tụi mình luôn. Và sau đó mình sẽ đi spa, nói chung là một ngày rất là relaxing. Phía sau Chloe là cái đường mình đi vào. Đầu tiên luôn á, mình có thể thấy được là cái resort này được thiết kế rất là gần với thiên nhiên. Design ở trong phòng và xung quanh đều những là những chất liệu rất là thiên nhiên á. Đầu tiên á thì ngay gần nhất á, khi mà vào á thì sẽ là cái phòng ngủ phụ. Nhưng mà Chloe thấy đây là một trong những resort mà Chloe thấy là cái phòng ngủ phụ rất là xịn. Thì đây chính là cái phòng ngủ phụ của mình. Chloe cũng rất là thích cái spot, cái khung cửa ngay nhìn ra ngoài từ cái phòng này á. Là ngay góc phòng có hai mặt kính nên là ánh sáng vào phòng này rất là nhiều. Trong này thì phòng tắm cũng rất là xinh xắn. Và Chloe thấy cái gương của phòng này nó đang sáng và nó to hơn cả cái phòng chính luôn. Tiếp theo thì ở đây có khu vực hồ bơi. Chloe đang rất là muốn xuống đây bơi và chill. Đây chính là cái phòng khách ở phía trong của tụi mình. Và ở trong này thì là khu vực phòng tắm. Tụi mình có hai khu vực phòng tắm lận, một cái ở phía trong, một cái ở ngoài. Ở ngoài thì mình sẽ có bồn tắm. Thì đây chính là master bedroom. Và phía trước mặt Chloe là view nhìn thẳng ra hồ bơi. Bởi vì phòng này á thì nó chung ngay cạnh với lại cái phòng tắm to và phòng khách. Cho nên là phòng ngủ Chloe thấy là rất là vừa phải. Nhưng mà đó chính là vì sao mà Chloe nói là cái phòng ngủ phụ bên kia cũng rất là xịn, không hề phụ chút nào, không phải là kiểu một cái phòng nhỏ nhỏ đâu. Đây là bữa trưa của chúng mình. Đầu tiên thì món đầu tiên luôn là sa điệp và trái dừa đã được mở rồi mọi người. Lúc đầu anh sẽ tưởng là các bạn sẽ bày một cái mâm ra. Em cũng tưởng vậy nhưng mà vừa là serve cho từng món. Đây là như kiểu một cái trải nghiệm ăn từng món một, thì đây là món khai vị. Rất ít ăn thôi, sáng giờ thôi về anh Jim chưa ăn gì đúng mọi người. Đến món chính của trưa nay thì món của Chloe là tôm hùm sốt bơ. Wow. Còn anh Jim thì ăn ức vịt sốt cam anh. Quả là một bữa trưa no nê. Và bây giờ chúng mình sẽ đến dessert. Đây là món lava cake ăn cùng với lại kem vani, một trong những món dessert mà Chloe rất là thích. Đây là menu spa của anh Lâm. Thì Chloe luôn thích đi spa mỗi khi mà mình đi nghỉ dưỡng đi resort. Chloe sẽ luôn chọn những cái body massage. Bên cạnh đó thì sẽ có những cái dịch vụ khác nữa. Body treatment scrub, sẽ có facial nữa. Chloe nghĩ vậy. Nhưng mà bình thường Chloe ít làm mặt lắm. Chloe sẽ làm body nhiều hơn.
hay facial care, và có những cái package đặc biệt hơn như là spa ritual thì nó sẽ có nhiều cái, ví dụ như là vừa có scrub vừa wrap facial care body. Nhưng mà hôm nay mình có lịch trình lúc sau là muốn xem sunset, cho nên là Chloe và anh Jim chọn một cái massage nhẹ nhàng vừa vừa, đó chính là cái Serenity Lavender, và mình sẽ làm trong một tiếng. Look at my hair. Oh, so relaxed mọi người. Hồi nãy trước khi đi Chloe bị nhức đầu. Tại vì tối hôm qua Chloe nghỉ ngủ ít quá. Thế là đoạn đầu lúc mà mình nằm sấp xuống á, mình vẫn hơi nhức đầu. Nhưng mà lúc mà Chloe nằm ngửa lại á, lúc đó mình cảm thấy rất là relaxed. Mà bây giờ gần hơi nhức đầu. Hello, Chloe đã về phòng và mình đã thay một bộ đồ mới để đi date với gì. Mình sẽ đi thuyền ngắm hoàng hôn. Khôi thấy hôm nay trời âm u lắm á, không biết là có thấy được ngoài trời lạnh không. Và Khôi cũng đói bụng nữa, tự nhiên đi spa xong rất là đói bụng. Bây giờ mình đi thuyền mình sẽ được uống champagne và sẽ có đồ ăn nóng. Tụi mình vừa mới lên tàu rồi và đã thấy trước mặt là một cây canapé đồ ăn nhẹ. Trời hôm nay không phải là nắng lắm nhưng mà tuy nhiên là vẫn sáng, nên hy vọng là vẫn thấy một chút mặt trời. Bây giờ tụi mình sẽ đi ăn tối. Và một điều mà Chloe thích ở An Lâm á chính là buổi tối, nhưng mà cái phòng, cái villa tụi mình nó không có bị tối. Tại vì kiểu xung quanh nó đã rất là tối rồi á, cho nên là ở hai đứa một căn phòng hơi lớn thế này á, cảm giác rất là dễ chịu, cảm giác thoải mái kiểu nhà. Bây giờ mình sẽ đi ăn tối, tối nay mình sẽ ăn BBQ. Tụi mình đang ở ngay trước mặt là sông Sài Gòn và gió không khác gì đang ngồi cạnh biển. Một điểm cộng rất cộng với bếp ở bên này là bánh nóng hổi. Rồi bánh mì nóng rồi. This is pretty good. Đây là một món có sả, có nha đam, thạch rau câu và rất là nhiều trái cây trong này đã được cắt sẵn miếng nhỏ bite size và không có hột. Là điều tôi rất thích. Mà nó không bị ngọt quá. I like this, rất là refreshing và khá là Việt Nam. Cái này không phải chè nữa. Nhưng mà trước giờ tôi chưa ăn một cái món nào như vậy hết. Tôi rất là thích. Sau khi đang về, tụi mình thấy phòng tắm nó sáng lên nữa là đây gọi là cái Cleopatra bath ritual, tôi nghĩ là vậy. Trong lúc tụi mình ăn tối thì khách sạn đã chuẩn bị cái bồn tắm này và rất là nhiều nến xung quanh, nó kiểu rất là romantic, rất là dễ thương. Hour later, sau khi đã ngâm mình trong bồn tắm rất là relaxing thì Chloe đã tắm xong. Thật ra bình thường á, đi chơi thì thông thường, nhất là đi resort thì Chloe sẽ để dành là mình phải đi bơi hoặc xuống biển đã, sau đó Chloe mới gội đầu. Chloe cũng hơi lười. Tuy nhiên là hôm nay mình có đi spa, đi thuyền hồi chiều cho nên tóc bây giờ đã rất là bết rồi. Và đi spa thì lúc nào sau khi massage xong á thì tóc mình cũng sẽ dính tinh dầu một xíu, cho nên là Chloe gội đầu luôn cho fresh. Có một cái hair update mà Chloe chưa có share với mọi người trên YouTube, đó chính là không biết mọi người có thấy được không, nhưng mà hiện giờ tóc Chloe nó hơi xoăn. Thì Chloe cũng share là Chloe mới uống tóc gần đây. Thật ra tóc Chloe tóc tự nhiên và tóc thẳng. Bình thường nếu mà mình muốn làm xoăn á thì mình chỉ làm xoăn tạo kiểu bình thường thôi. Tuy nhiên là sau khi mà Chloe uống tóc xong á thì mình phải giữ nó nhiều hơn nữa, bởi vì tóc Chloe có nhuộm. Càng tạo kiểu tóc á thì mình càng phải take care nó hơn. Cho nên bây giờ thì Chloe hướng dẫn mọi người là cách mà Chloe chăm tóc mình như thế nào với cái routine hiện tại. Thì đầu tiên sau khi mà Chloe gội đầu xong á thì thay vì hồi xưa Chloe sẽ chà tóc rất là mạnh như thế này, nhưng mà chà tóc thế này thì nó cũng rất là khô tóc, và những bạn nào mà có uống tóc thì nó cũng sẽ hư cái lọn xoăn, thì nó cũng sẽ hư cái lọn xoăn hết, hư cái lọn xoăn này. Cho nên là tốt nhất á, mình chỉ lấy khăn và mình sẽ đưa nó lên thì mình bóp
cho nó bớt nước. Tiếp theo là Chloe sẽ lấy một cái lược My Love Tangle Teaser hoặc là những cái lược khác mà mình có thể gỡ rối rất là dễ dàng khi tóc mình đang ướt. Dạo này thì Chloe mới chuyển qua dùng dầu dưỡng tóc của Tsubaki mới ra mắt tại Việt Nam. Và đây chính là dầu dưỡng tóc cao cấp để phục hồi tóc hư tổn 7-in-1 có tên là Oil Perfection Hair Oil. Tsubaki là brand chuyên về các sản phẩm chăm sóc tóc của nhà Shiseido Nhật Bản, và các sản phẩm thì đều được sản xuất tại Nhật luôn. Và Chloe thì cũng đã dùng qua khá các sản phẩm của Tsubaki rồi. Và cái điều mà Chloe thích á, một cái điểm chung trong các sản phẩm của hãng này á, chính là cái mùi hương rất là dễ chịu. Và cái mùi hương của sản phẩm này á, thì nó là một cái mùi hương hoa ngọt ngào khá là dễ thương. Thành phần chính của sản phẩm này chính là dầu hoa trà Nhật, thì nó có rất là nhiều axit béo giúp thẩm thấu phục hồi hư tổn cho tóc, cũng như là giúp tóc mình nó mềm hơn và nó bóng hơn. Và Chloe mới biết thêm một thông tin nữa là cái thành phẩm này cũng sẽ giúp hạn chế cái tình trạng mà da đầu mình bị khô ngứa dẫn đến việc ra gầu nữa. Mỗi lần dùng á thì Chloe sẽ dùng khoảng 2-3 pump như thế này một. Và cái dầu này thì nó khá là lỏng, sẽ đều ra tay, và Chloe sẽ apply lên lúc mà tóc mình nó còn đang ẩm sau khi mà Chloe gội đầu xong. Bởi vì sản phẩm này thì nó có khả năng là giúp chống lại nhiệt từ tia UV cũng như là nhiệt từ các máy sấy, máy tạo kiểu, nó cũng sẽ đỡ gây hại tóc khi mình sấy tóc. Có một tip, những bạn nào mà thích chụp hình, thích tóc mình nó bóng hơn và nó vào nếp hơn á, thì mọi người cũng có thể dùng một chút dầu này và mọi người hãy massage lên tóc. Và nếu mà lúc tóc xoăn á thì Chloe sẽ thích làm như thế này, và tóc nó sẽ vào nếp hơn, lên hình nó đẹp hơn. Sau khi xoa đều tóc xong thì Chloe cũng không có cảm thấy là có sản phẩm trên tóc của mình, bởi vì cái dầu này nó rất là lỏng. Và cái này là nhờ công nghệ phân tử nano của nhà Shiseido, tức là phân tử dầu siêu nhỏ, cho nên khi mình apply lên tóc á, thì nó sẽ thẩm thấu vào ngay luôn. Chính xác là sản phẩm dầu dưỡng tóc này có đến 7 công dụng, từ phục hồi tóc hư tổn, cho tóc vào nếp, giảm rối, bóng mượt, cho đến chống nắng, chống nhiệt và dưỡng ẩm cho tóc mềm mại. Bên cạnh đó thì còn có glycerin dưỡng ẩm và Origin giúp tóc mềm mượt và phục hồi hư tổn. Và điểm cuối cùng đó chính là Chloe cảm thấy là giá sản phẩm này rất là ok so với chất lượng của nó. Chloe nghĩ là bạn nào mà cũng hay tạo kiểu tóc hoặc là tạo những cái kiểu như kiểu uống nhuộm này nọ, mình ảnh hưởng trực tiếp đến tóc như Chloe á, thì nên dùng để mà tóc mình nó khỏe ha. Tiếp theo thì Chloe sẽ hướng dẫn mọi người nhanh một chút Chloe xây tóc như thế nào bây giờ, bởi vì Chloe không thể xây tóc đơn giản như bình thường được nữa. Lý do là bởi vì thật ra là xây thẳng thôi cũng được, nhưng mà để tóc nó xoăn tự nhiên mà nó đẹp, nó không có bị duỗi ra sau khi gội đầu á, thì mình phải có một cái trick một chút xíu mà Chloe được các anh chị ở hair salon chỉ. Mình sẽ chia tóc ra hai bên. Thật ra nếu mà tốt hơn nữa thì mình sẽ chia tóc làm 4 phần. Và khi mà Chloe sấy á thì mình sẽ một tay mình sẽ cầm máy sấy và mình sấy, tay còn lại á thì mình sẽ luồn qua tóc để cho nó đi theo cái chiều đó, để tóc nó xoăn lại, để mà tóc nó bay ra, nó không có bị cúp vô mặt á, thì mình sẽ xoay theo chiều đi ra. Chloe là một người không giỏi làm tóc, và Chloe mỗi lần mình làm tóc á thì mình cũng làm rất là rối lên, Chloe không có biết chiều nào hướng nào hết. Thì nếu mà bạn nào cũng giống như Chloe á, cũng không có phân biệt được hướng nào á, thì mình chỉ cần nhớ là mình sẽ đưa tay vào mặt trước, xong mình sẽ đưa ra. Nếu bạn thật sự yêu tóc và muốn chăm sóc tóc, chính là đi du lịch thì nên xuyên mang theo máy sấy của mình. Không hiểu tại sao nhưng mà hầu hết các khách sạn á, thì Chloe thấy là máy sấy khá là yếu và khá là nóng, hoặc là không đủ nóng. Đó, cho nên là hôm nay Chloe sẽ sấy sơ sơ thôi, và Chloe sẽ để nó air dry. Như bạn có thể thấy đó, tóc Chloe sau khi mà sấy sơ sơ xong á, chưa có tạo kiểu gì hết á, thì nó sẽ lên lên như thế này. Bây giờ thì Chloe sẽ get unready cho xong, tẩy trang và call it a day. Rồi sáng mai chúng mình sẽ gặp nhau lúc ăn sáng nhé. Good
phòng của tụi mình á, trong mỗi phòng thì đều có rất là nhiều cây cối. Sau một hôm thì tất nhiên sẽ hôm sau vậy thì sẽ có rất nhiều lá nó rơi vô hồ bơi á. Mà hôm nay tụi mình được ăn sáng kiểu floating breakfast ở trên hồ bơi, cho nên là lúc nãy đã phải chờ các anh vớt lá bớt, cho nên bây giờ các anh đã dọn xong rồi. Nhưng mọi người thấy hồ bơi đã sạch rồi, nhưng mà cũng đang có bắt đầu vài cái lá rơi xuống rồi, cho nên là Khôi sẽ skin care thật là nhanh rồi Khôi sẽ giúp em trong bữa sáng của mình luôn. Khôi đã rửa mặt đeo lens rồi, trời ơi sáng nay Khôi đeo lens khó khăn lắm luôn mọi người. Có những hôm đeo lens rất là nhanh, còn có những hôm đeo mà nó cứ cảm thấy nó cộm á, thì là phải fix. Anyway, Khôi đã rửa mặt toner rồi, bây giờ Khôi sẽ bôi kem chống nắng. Hôm nay thì Khôi sẽ dùng kem chống nắng của Aven. Đây là Aven Very High Protection Cleanance SPF 50+, và cái này nhìn nó khá là giống cái loại trước đây Khôi từng dùng rồi. Tuy nhiên đây là dòng Cleanance, và điểm khác biệt lớn nhất mà Khôi thấy là về texture, bởi vì đây là kem chống nắng dành cho da dầu mụn, cho nên nó sẽ khác cái chất kem một chút xíu. Khôi sẽ nói về những cái giống nhau của bạn Cleanance này so với bạn Very High Protection dòng bình thường kia. Hai loại này thì đều có bốn cái màng lọc giúp chống nắng tối ưu nhất, cả hai đều có độ chống nắng tối ưu là SPF 50+. Ngoài ra thì kem chống nắng này còn có công thức tăng cường hoạt chất chống oxy hóa là bao gồm có thiolidine và butycophyll, thì nó sẽ giúp bảo vệ da trước các gốc tự do. Và đây là texture của cái kem chống nắng này. Khôi thấy là cái này nó mỏng hơn và nó dễ tán hơn một chút so với cái loại kia. Kem chống nắng này thì cũng được thiết kế dành riêng cho da dầu mụn, nhờ thành phần monolaurin kiềm dầu và kẽm gluconate kháng viêm. Bên cạnh đó thì vẫn có thành phần nước khoáng Aven để làm dịu, để giảm kích ứng da. Vẫn là không có cồn, silicone, paraben, cho nên là phù hợp cả với da nhạy cảm. Đây chính là sau khi mà Khôi đã blend ra hết và tán ra đều hết, thì mọi người có thể thấy là giống như là Khôi đã không có gì trên mặt mình vậy. Hôm nay á, là Khôi đi từ toner Khôi qua thẳng kem chống nắng luôn. Còn bình thường nếu mà Khôi có dùng kem dưỡng á, thì nó sẽ kiểu bóng nhẹ một chút, bởi vì ở dưới đã có lớp dưỡng rồi. Và cái hiệu ứng này chính là Nude Skin Feel của Aven, bởi vì nó có những cái hạt silica vi cầu siêu mịn, cho nên là khi mình tán ra thì nó rất là nhẹ trên da như thế này. Với cái kem chống nắng như bình thường á, thì nó là dry touch như Khôi nói, cho nên Khôi cảm thấy là nó hơi khô hơn. Bạn nào mà không có dùng kem dưỡng trước đó luôn á thì sẽ cảm thấy là nó khó tán hơn một chút. Còn cái này á thì nó dễ tán hơn và da mình cảm thấy là nó vẫn rất là healthy. Nó lì, nó mịn nhưng mà nó vẫn không có bị khô. Ưu điểm lớn nhất của bạn Cleanance này Khôi phải nói là nó kiềm dầu rất là tốt. Trong ngày cảm giác là da của mình không bị bí, và kể cả nếu mà có reapply lần thứ hai á thì Khôi thấy cũng không bị dày, không bị bóng nhờn cho da. Và khi mà Khôi dùng cái này ở dưới lớp makeup á thì Khôi cũng thấy là da mình trong ngày nó không bị đổ dầu nhiều. Cho nên là bạn nào đang muốn kiếm một cái chống nắng có độ chống nắng cao, bền vững và texture cũng dễ chịu cho da dầu mụn, thì Khôi highly recommend bạn này nha, dòng Cleanance. Mọi người đừng có quên cổ nữa nhé. Hồi nãy Khôi có để ý là có một cái trùng hợp khá là dễ thương, là khách sạn đã prepare cho mỗi người một ly cà phê và một ly juice. Thì thông thường á, hôm trước Khôi vừa mới post story của mình luôn, là thông thường Khôi sẽ luôn uống bạc xỉu đá, còn Jim sẽ luôn thích uống latte. Thì hôm nay chúng mình có hai ly y chang như vậy, rất hay này, một sự trùng hợp rất là đáng yêu. Nhưng mà có một cái là Instagram versus reality là hồ bơi hôm nay hơi lạnh cho nên là Khôi sẽ chỉ ngồi chill, ngồi nhúng chân ở trên đây thôi, và anh đây thôi, chứ Khôi sẽ không có xuống hồ bơi luôn. Oh, mọi người, this is Khôi in the pool. Sau khi mà xuống một chút thì Khôi đỡ lạnh. Bây giờ mình sẽ ăn và Khôi sẽ có một chút review của mình. Nói chung là Khôi nghĩ là một khi mà đã ăn floating breakfast dưới hồ bơi rồi á thì mình phải chấp nhận cái chuyện là mình sẽ ăn một chút nước hồ bơi trong này. Khôi thấy phòng ở đây thiết kế nhất là kiểu xung quanh có cây cối á, thế là gần như là mặc dù có bẩn mặt trời hôm nay đang thời tiết đang sunny rất là đẹp, cho nên là nó cũng che bớt, nó không có bị quá nắng ở khu vực giữa hồ bơi thế này. Khôi rất là thích kiểu xung quanh trong phòng. Khôi biết là có những cái trong resort này á là có những cái cây đa trăm tuổi họ đem về đây, cho nên là cái vibe của cái resort này thì nó rất là gần với thiên nhiên. Đồ ăn từ hôm qua đến giờ thì Khôi có một nhận xét là mình thích đồ Âu hơn đồ Việt một chút xíu. Tuy nhiên á, bởi vì mình là người Việt cho nên Khôi cũng biết là cái việc làm những cái món của những nước khác á, ở Việt Nam mình á thì thực khách sẽ dễ chịu hơn nhiều so với việc là mình làm đồ Việt, bởi vì mình là người Việt Nam mà, cho nên là mình sẽ khó tính hơn khi mình ăn những đồ khác. Cho nên Khôi cũng nghĩ là đó là lý do vì sao mà có thể là Khôi có cái nhận xét như vậy. Nhưng nhìn chung đều được hết, nhưng mà Khôi thấy đồ Âu thì vị có vẻ nhìn hơn một chút. Buổi trưa đầu tiên tụi mình ăn đồ Âu, xong rồi tối hôm qua là ăn đồ Việt. Và ăn sáng thì ăn một cái bữa sáng mà bình thường Khôi cũng sẽ hay ăn, kiểu có trứng, có eggs benedict, có waffle, pancake và một số bacon, fruit, một cái khay khá là chất lượng. Oh.
Hồi đã vừa mới ăn trưa xong, hồi về phòng soạn đồ và bây giờ mình chuẩn bị check out về lại Sài Gòn. Thì anh Lâm cách Sài Gòn tầm 15 km, thật sự không quá nhiều. Thì cái mà làm Khờ cảm thấy impressed nhất đó chính là một cái đoạn đường ngắn như vậy thôi, nhưng mà chỗ này đã tạo được một cái vibe rất là hay, là cái mình đang không có ở trung tâm thành phố nữa. Cho nên Khờ nghĩ là đây sẽ là một cái chỗ lý tưởng để mà bạn nào mà muốn kiểu đi trốn Sài Gòn 1-2 ngày, có thể là cuối tuần mà chỉ ra đây vào tối thứ 6, thứ 7 gì đó thôi, rồi ngày hôm sau mình quay lại thì mình sẽ cảm thấy relax hơn rất là nhiều, vì xung quanh đây thì rất là chill. Khờ nghĩ là mình sẽ có những cái highlight của mình trong chuyến đi này. Thì đầu tiên đó chính là Khờ thấy là các staff, cái nhân viên phục vụ ở đây, từ nhà hàng cho đến trong spa cho đến quản gia phòng, thì mọi người đều rất là thân thiện, đều rất là nice, và cảm giác là mọi người rất là quan tâm là khách muốn gì. Cái thứ hai highlight Khờ ở đây là về đồ ăn, thì Khờ cảm thấy như Khờ có nói á, trước khi Khờ ăn bữa trưa này thì Khờ lại thấy là vị đồ ăn Âu có vẻ ngon được Việt một chút, nhưng tuy nhiên là cái bữa ăn trưa ngày hôm nay mới chính xác là cái buổi mà Khờ và anh Diệp thích nhất. Và Khờ thích nhất là những món tráng miệng, bởi vì cảm giác là nó không chỉ ngon mà về hình thức nó cũng rất là chỉn chu, rất là đầu tư. Và điểm cuối cùng mà Khờ thích là cái căn villa này nó rất là rộng, rất là tiện nghi. Chỉ có duy nhất một điều mà Khờ không thích lắm về phòng mà Khờ chưa có nói, đó chính là cái phòng tắm của Khờ á. Cái phòng tắm chính á thì nó hơi tối một chút, bởi vì nó không có thiết kế được ánh sáng ở ngoài đi vào. Cho nên bạn nào mà kiểu như là muốn make up á thì sẽ hơi khó phải ra ngoài. Tuy nhiên là đi những chỗ này thì Khờ nghĩ là mọi người sẽ không quan tâm make up kỹ lắm, đúng không? Cho nên là nó cũng không phải là một cái điều đó quá lớn lao. Đó, nói chung là Khờ thấy đây sẽ là một địa điểm lý tưởng để mà weekend staycation không quá xa so với Sài Gòn. Còn một cái highlight nhỏ nữa chính là cái Cleopatra Bath. Mọi người nhớ đặt cái đó nha. Bây giờ thì Khờ sẽ về lại Sài Gòn thôi. Cảm ơn anh Lâm rất là nhiều vì đã cho Khờ và anh Diêm một cái cuối tuần rất là thoải mái. Hy vọng là có thể gặp lại anh Lâm một ngày gần nhất. Khờ cũng mong là mọi người đã thích cái video review những cái chỗ staycation như thế này. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Và đừng quên like, share và subscribe cho nữa Khờ nha. Tôi sẽ gặp mọi người video lần sau. Stay gorgeous.